Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây là cái loại đậu bắp đỏ. Cái giống này thì nó yếu hơn cái loại đậu bắp bình thường các bạn à, nhưng mà nó cũng dễ trồng, cũng không có khó các bạn. Hôm nay mình chia sẻ các bạn cách ươm hạt và mình trồng cái loại bắp đỏ này nha. Rồi mời các bạn theo mình à, đây là cái trái giống đó các bạn. Cái trái mà mình hồi năm ngoái mình trồng. Bây giờ mình tách ra để mình lấy những cái hạt của nó. Nói nó khó thì chắc cũng khó lắm các bạn à, nó chỉ khó hơn cái đậu bắp trắng bình thường mình thôi à, cái hạt khi mình ươm nó nảy mầm ít hơn các bạn, nó yếu hơn cái đậu bắp bình thường các bạn à, thí dụ mình vậy đó, mình tách ra như lấy nhiều hột như vậy thật sự nó lên chừng 60% các bạn, nó không có lên đều như cái đậu bắp bình thường kia nha. Rồi sau khi mình tách xong rồi, bây giờ mình đem đi rửa và ngâm đó các bạn. Mình rửa sạch rồi mình ngâm một nóng hay lạnh nha, ấm rồi dùng cái nước ấm là được rồi các bạn. Nếu là những hạt mới thì mình ngâm từ 6 đến 8 tiếng thôi nè các bạn. Còn những hạt nào mình để cũ 1-2 năm thì mình phải ngâm qua đêm nha. Tại nó quá khô thì phải ngâm lâu chút xíu. Còn những hạt này mình mới tách ra thì mình ngâm chừng 6 đến 8 tiếng là được nha các bạn. Rồi sau khi mình ngâm được qua đêm các bạn, bây giờ mình đổ bỏ cái nước này để mình cho vào giấy thì mình ủ nha các bạn, giấy hay miếng vải gì cũng được. Bạn cho nào cái nào bạn thấy tiện thì bạn cho các bạn, miếng vải hay là giấy cũng được. Còn mình thì đây mình dùng cái giấy nước kinh, mình thấm nước ướt cho bạn rồi mình dắt cho ráo đi. Mình bỏ những cái hạt này vô đây. Đó, giờ mình cuốn lại, giờ mình ủ nha các bạn. Ủ 2-3 ngày thì mình kiểm tra coi nó nảy mầm thì mình đem ra mình trồng nha. Đó, như các bạn có hộp thì bỏ vô hộp cũng được. Bỏ vô hộp thì mình giữ kín hơn các bạn. Mình kiếm cái chỗ nào ấm đó thì mình để. Còn như các bạn mà không có cái hộp đó, thì các bạn dùng cái zip lock thì cũng được. Mình dùng zip lock mình bỏ vô rồi mình zip cái miệng lại cho kín đó thôi các bạn. Giờ mình lựa chỗ nào mà tối tối hay là ấm đó thì mình để nó vô. Rồi chừng 2-3 ngày mình kiểm tra lại, nếu nó nảy mầm thì mình đem đi gieo hạt nha các bạn. Các bạn có cái gì làm cũng được, không cần thiết nha. Chủ yếu là giữ ẩm cho nó để nó mau nảy mầm thôi. Rồi sau khi 3 ngày các bạn, mình tại vì chờ ở ngoài còn lạnh đó, mình dùng cái miếng này ấm để mình ủ nó các bạn. Sau khi 3 ngày để mình kiểm tra lại nha. Nếu mà có một mớ hạt nó nảy mầm thì mình lấy những cái hạt này mình trồng xuống trước bạn. Còn những hạt nào chưa nảy mầm thì mình ủ thêm nha. Mà có những hạt khỏe thì nó nảy mầm trước, còn những mà yếu thì nó sẽ nảy mầm sau các bạn. Đó cái hạt này bạn. Đó, khi bạn trồng nó thì bạn đưa cái mầm này đi xuống dưới nha. Thì nó bám rễ rất là nhanh, nó lên rất khỏe các bạn. Rồi bây giờ mình đưa ra ngoài để mình tiến hành mình trồng nó xuống nha các bạn à, còn đây á, là cái chai mình cắt đôi ra và mình trồng ngược lại à, mình tiết kiệm mấy cái bầu mình trồng các bạn, mình dùng cái chai này mình cắt lại rồi mình bỏ phân vô đó. Tại vì mình phải ươm cái cây này cho nó lớn chút xíu rồi mình mới trồng xuống dưới đất các bạn, thì nó khỏe hơn. Hơn nữa ở ngoài trời thì bây giờ nó cũng còn đang lạnh, mình không có thể trồng ra được các bạn. Đó, các bạn nhớ là đưa cái mầm nó xuống các bạn, xuống khoảng 1 inch thôi. Rồi các bạn phủ sơ lại. Để ý mấy cái này các bạn, nhiều khi mình đưa ngược lên trên nó cũng lên chứ không có, nhưng mà nó lên yếu lắm các bạn. Đưa xuống dưới thì nó lên cái rễ nó chui xuống sâu á, nó làm cái cây mình vững hơn, nó lên khỏe hơn các bạn.
Rồi sau khi mình cho những cái hạt xuống cái ly này các bạn, thì mình dùng cái chai xịt á, mình xịt sơ lên để cho cái đất nó ôm cái hạt, để nó giữ cái độ ẩm các bạn. Nếu mình không xịt thì cái đất nó không có ôm thì nó không giữ độ ẩm, có khi nó bị hư cái hạt luôn các bạn. Mình phải xịt như vậy cho cái đất nó tụ lại cái hột á thì nó mau nảy mầm hơn. Còn đây là cái kệ mình tự chế đó các bạn. Trong đây mình có gắn thêm bóng đèn để giữ ấm, tại vì ở ngoài trời còn lạnh, mình ủ trong đây thì nó sẽ nảy mầm rất là nhanh các bạn, nó lên cây con rất lẹ. Và mình giữ trong đây khoảng chừng 1-2 tuần nữa, khi mà cái trời nó ấm đó, thì mình đưa ra ngoài các bạn. Nó tại cái kệ này mình gắn hai cái bóng đèn, nếu mà nóng quá thì mình bớt đi một bóng các bạn, tại vì tiểu bang mình rất là lạnh. Bây giờ là coi như giữa tháng 3 mà trời nó còn lạnh đó các bạn. Rồi hôm nay được 4 ngày rồi các bạn, 4 ngày để mình kiểm tra coi cái hạt nó như thế nào nha. Đó, bây giờ nó lên cái cây con rồi các bạn. Đó, được 4 ngày thì cây nó lên được vậy đó các bạn. Tại vì trời còn lạnh đó, nếu mà trời ấm đó, nó sẽ lên nhanh hơn nữa các bạn. Trong đây cái kệ này thì mình để gì nó đỡ thôi, mình để ở ngoài đó các bạn. Đó, mấy cái cây nó đều nảy mầm đều hết các bạn, như ra cây con đều hết chừng đó. Nhờ cái kệ này thì nó giữ cái độ ẩm, nó đỡ các bạn, ấm như vậy thì cây nó mau lên các bạn. Thì một tuần nữa có thể mình đem ra trồng được rồi các bạn, cây nó lớn 2-3 lá đó các bạn. Rồi hôm nay cây nó được một tuần tuổi các bạn, nó cao được chút xíu rồi. Đó, hôm nay nó cao lên chút được 7 ngày rồi các bạn. 7 ngày thì nó lên đều hết rồi. Bây giờ là cuối tháng 3 rồi các bạn, mình thấy thời tiết nó ấm ấm rồi, mình đưa cây ra ngoài được 2 ngày rồi các bạn. Tự nhiên thời tiết nó thay đổi, nó lạnh lên. Thì mình dùng cái bình này các bạn, mình cắt cái đít rồi mình ụp lại, ụp để mình làm cái nhà kính nhỏ nhỏ các bạn, để giữ cây, nếu không thì lạnh quá cây nó sẽ chết các bạn. Nếu mà các bạn mà lỡ mà đưa cây ra rồi đó mà trời nó lạnh đó, các bạn dùng cách này thì cho cây nó đỡ lạnh các bạn. Nếu không mình chết thì mình phải ôm lỡ nữa, mất thời gian của mình lắm các bạn. Mình thấy nó ấm áp rồi, bây giờ cũng là tháng 4 rồi các bạn, cuối tháng 3, tháng 4 rồi mà trời vẫn còn lạnh. Đó, ban đêm á nó lạnh rất là lạnh các bạn. Đó, thấy cái cây các bạn, mà nó gió nhiều nữa. Khi mà gió nhiều nó làm động cái cây cũng chậm lớn lắm nha các bạn. Nếu các bạn dùng cách này, lỡ mà đưa ra mà trời lạnh quá, các bạn dùng cách này đi, nó đỡ hơn các bạn. Ban đêm á thì mình phải đậy nắp lại nha, đậy dặn cái nắp lại. Ban ngày mình mở ra cho cái hơi nó thoát bớt các bạn. Mình không làm như vậy cây nó chết. Đó, mình ban đêm mình phải đậy cái nắp lại các bạn, đậy lại để cho cái xương nó không có vô, cái hơi lạnh nó không có vô thì cái cây nó đỡ hơn các bạn. Rồi mấy bữa nay trời nó ấm rồi các bạn, mình tháo cái thùng ra. Đó, thì một tuần nữa làm mất sức các bạn, khi mà đem ra trời lạnh vậy làm mất sức, cái cây nó cũng chậm lớn các bạn. Bữa nay là cũng được nửa tháng mà cây nó lên yếu như vậy các bạn. Hôm nay cũng hơn một tháng rồi các bạn, trời lạnh nó cũng ảnh hưởng, nó làm cái cây nó lên yếu đó các bạn, nó lên chậm hơn mọi khi. Mà bây giờ khi nó lên được vậy thì cây nó bắt đầu có sức rồi các bạn, nó sẽ lên nhanh các bạn. Đó, hôm nay là cây nó khỏe rồi đó các bạn, mình hy vọng nó lên sẽ nhanh, thế coi cho trái nhanh các bạn. Rồi cây hôm nay nó có bông có trái các bạn thấy cái trái nó đỏ đỏ các bạn, cái cây nó lên cũng màu đỏ luôn đó các bạn. Đó, bên này thì bên đây cây bên đây nó cũng có bông nhiều các bạn. Rồi hôm nay cây trái nó cho trái lớn rồi các bạn, có một trái mình để làm giống để cho mùa sau đó các bạn.
cứ mỗi một nhánh như vậy đó là nó cho mình một trái. Cái trái này thì mình để làm giống các bạn. Khi mà nó già làm như nó muốn chuyển qua cái màu xanh là các bạn. Rồi video của mình tới đây tạm dừng nha. Hẹn lại video sau. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn lại video sau.